Và các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn quán bún đậu mắm tôm Mạc ở trên đường Đồng Hồng Minh, thành phố Bến Tre. Đồng Hồng bún đậu mắm tôm 85.000 của em mời cả nhà xem thử nha. Đây. Tao hổ. Bạn nào đang sử dụng sim của Vinaphone để cập nhật các chương trình khuyến mãi của Vinaphone, chỉ cần soạn tin nhắn CTKM gửi 900. Cái tiểu khu các bạn đi vô quán đậu mắm tôm này là các bạn đi về hướng cầu Bình Nguyên á, chỉ với 200m ở bên tay trái nha.